Chúng tôi muốn mở đầu phần điểm tin từ sáng đến tối ngày cuối tuần bằng thông tin về một phiên chợ đặc biệt diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Chắc là chị Huyền cũng như quý vị đã nghe nhiều tới chợ đồ cũ, đồ cổ hay là chợ sách cũ. Thế nhưng mà phiên có tên là Người Yêu Cũ thì hẳn sẽ là rất lạ với rất nhiều người. Thế nhưng mà đó lại là một phiên chợ được khá nhiều bạn trẻ ở Hà Thành biết đến và rất là yêu thích. Vâng, chợ phiên Người Yêu Cũ do một nhóm người trẻ sáng lập với tâm nguyện là tạo ra một sân chơi giao lưu, chia sẻ bổ ích để giúp mọi người vượt qua được nỗi đau chia tay. Nhiều người có người yêu cũ, nhưng mà chợ phiên Người Yêu Cũ thì có lẽ là ít người từng đến. Vậy thì quý vị còn chần chừ gì nữa mà không cùng với phóng viên Chào Buổi Tối khám phá phiên chợ đặc biệt này? Người yêu cũ bỏ tôi mà đi, chỉ vì tôi chưa vẽ cho cô ấy một bức nào cả. Ngày xưa, người yêu cũ hay phàn nàn. Sao em lúc nào cũng mua sắm thế? Lắm váy vóc thế không chán à? Nào, em chọn đi, váy hay là anh? Và thế là tôi chọn váy. Số là người yêu cũ tặng nhiều quần áo quá, mà giờ người yêu mới không thích style này nữa, nên phải rao bán. Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều câu chuyện riêng tư này được mang ra chia sẻ ở chợ phiên Người Yêu Cũ tại địa chỉ 52/58 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Không giống như một chợ bán đồ cổ hoặc đồ cũ điển hình, chợ phiên Người Yêu Cũ đặc biệt dành cho những người đang hoặc đã trải qua một cuộc chia tay. Tôi nảy ra ý tưởng khi mà ngồi cùng nhau có mấy người, thì có bạn thì bạn ý lúc cùng gần lúc có người yêu ấy thì bạn ý sưu tập rất là nhiều đồ, và nếu mà mỗi lần nhìn lại rất là buồn nhưng mà lại không muốn bỏ đi, thì bạn ý đã mang đến đây để trao đổi cho những cái đồ vật đấy một cái cuộc sống mới. Dù ở thời đại nào thì tình yêu cũng đều là điều quý giá, được trân trọng và không thể mang ra mua bán. Nhưng trong xã hội hiện đại thì dường như cư xử của người trẻ với sự tan vỡ cũng đã bớt nghiêm trọng hơn, dù chưa thể nói rằng nó chuẩn mực hơn xưa.